Đội tuyển Việt Nam đang có những bước chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho vòng loại World Cup 2026, bao gồm cả bước chuẩn bị ngắn hạn và dài hạn với mục tiêu đạt đến đẳng cấp hàng đầu châu Á. Muốn cỗ xe đội tuyển Việt Nam lăn bánh đến hành trình vòng loại World Cup 2026 một cách suôn sẻ, trước tiên phải nạp đầy nhiên liệu. Với thầy trò ông Philippe Chaussier, thứ nhiên liệu cho vòng loại World Cup là quá trình chuẩn bị bài bản, chu đáo cả về kỹ chiến thuật, nhân sự lẫn kinh nghiệm để sẵn sàng đối đầu các chướng ngại lớn. 5 năm dưới thời ông Park Hang-seo đã chứng kiến bước trưởng thành của đội tuyển Việt Nam, từ chỗ chỉ ở tầm Đông Nam Á đến nay đã vươn mình ra châu Á. Dù khoảng cách với nhóm hàng đầu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út, Iran chưa thể san lấp, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến đáng trân trọng. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các học trò của ông Park chỉ thua các đội Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman trên sân nhà với tỷ số tối thiểu 0-1, đánh bại đội Trung Quốc 3-1. Hay cầm hòa đội Nhật Bản trên sân khách trong những trận cuối. Càng chơi, đội tuyển Việt Nam càng thích nghi tốt hơn với cường độ chơi bóng khốc liệt ở đẳng cấp cao nhất. Điều đó cho thấy bài học tích lũy trước những anh hào châu Á rất giá trị với nền bóng đá mới nổi, còn những bỡ ngỡ, chập chững trong lần đầu ra khơi như Việt Nam. Nếu coi vòng loại World Cup 2026 mới thực sự là sàn đấu để đội tuyển Việt Nam vươn cao, thì 10 trận đấu trước đây ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là loạt đá, giao hữu, bổ ích để các cầu thủ nạp nhiên liệu, làm dày vốn trải nghiệm trước khi bước vào đường đua. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 4 trận giao hữu, lần lượt gặp các đội Palestine tháng 9 và Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc tháng 10. Đây đều là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự World Cup với thầy trò ông Chaussier. Đội Hàn Quốc sở hữu huyền thoại bóng đá Đức Jürgen Klinsmann trên băng ghế chỉ đạo cùng các ngôi sao như Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang Hee-chang, Lee Kang-in. Đội Trung Quốc dẫu không vượt trội hơn Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nhưng vẫn rất đáng gờm. Đội Uzbekistan sở hữu lứa trẻ tiềm năng, khi U20 Uzbekistan vừa vô địch U20 châu Á, còn U17 nước này lọt vào bán kết, giành vé dự U17 World Cup. Đội Uzbekistan cũng là khách quen của vòng loại thứ 3 World Cup, hiện đứng hạng 10 châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu với các đối thủ nằm trong top 20 châu Á ngay trước thềm vòng loại World Cup 2026, bao gồm Hàn Quốc, hạng 4, Uzbekistan, hạng 10, Trung Quốc, hạng 11, và Palestine, hạng 16. Nếu tính cả đối thủ Syria, hạng 14 châu Á, mà thầy trò ông Chaussier vừa gặp hồi tháng 6, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang có loạt đấu rất bổ ích. Đây không chỉ là những thuốc thử, liều cao, để nhóm trụ cột bắt nhịp trở lại với cường độ chơi bóng rất cao, mà còn là bài kiểm tra cho hiệu quả của triết lý kiểm soát, giúp ban huấn luyện điều chỉnh kịp thời. Lối chơi cũng như nhân sự của đội tuyển Việt Nam sẽ được nhào nặn và củng cố sau những trận đấu căng thẳng này. Nếu là vàng thật, nhất định phải vượt qua sức nóng của lửa. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ thời gian qua, nên khi cánh cửa dự World Cup rộng mở hơn với số đội nâng từ 32 lên 48, chúng ta cần có mục tiêu đúng đắn và kế hoạch rõ ràng. Mục tiêu là có mặt ở World Cup 2026, trên cơ sở ở vòng loại World Cup trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có những trận đấu tốt với đối thủ hàng đầu. Chúng ta đã hòa đội Nhật Bản, thắng đội Trung Quốc, hay gây ra nhiều khó khăn cho đội Úc, Ả Rập Xê Út. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam còn những thiếu sót phải khắc phục. Đó là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt với các đội mạnh, gặp những đối thủ hàng đầu. Các đội yếu hơn dù cố gắng đến mấy cũng dễ bộc lộ khuyết điểm trong 90 phút. Do đó, việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, chọn các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Palestine là đúng đắn, giúp cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, trưởng thành hơn, học cách điều hòa thể lực và tâm lý. Về kế hoạch trẻ hóa đội tuyển Việt Nam của ông Chaussier, ông Phan Anh Tú phân tích, ở vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đội có thể chất vượt trội. Cầu thủ Việt Nam khéo léo và có tinh thần tập thể, nhưng bất lợi về thể lực và thể hình sẽ khiến đội Việt Nam dễ mắc sai sót ở thời điểm quan trọng, dẫn đến để mất trận đấu. Muốn đến World Cup, đội tuyển Việt Nam phải có lực lượng dày dạn và có chiều sâu tốt, có thế mới đi đường dài, chứ không thể chỉ trông chờ vào 15-16 cầu thủ. Vòng loại World Cup rất khốc liệt và kéo dài, nên việc xây dựng lực lượng đồng đều là toan tính hợp lý. Trước đây, khách mời của đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu thường là các đội tầm trung châu Á hoặc trong khu vực Đông Nam Á. Chỉ khi đến các giải chính thức, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội đối đầu với những thế lực của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với nhiều đội mạnh như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, UAE, Oman, Jordan, Trung Quốc. Việc được tôi luyện trước những đối thủ rất mạnh giúp cầu thủ tiến bộ nhanh chóng, trở nên cứng cỏi và bản lĩnh hơn. Ví dụ như trong 3 trận gần nhất gặp đội Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới 3 bàn. Quang Hải cùng đồng đội đã vượt qua không ít đối thủ như UAE, vòng loại World Cup, hay Jordan, Asian Cup. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ mà phải có trải nghiệm và đập mới có thể hình thành.